Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Thảo Ly cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Lực thuật các tin chính trong ngày hôm nay của chúng tôi: việc phong thánh cho linh mục Ba Lan bị cộng sản sát hại, bị trì hoãn sau khi phép lạ không được chứng minh. Linh mục Đa Minh gây tranh cãi sẽ hướng dẫn tĩnh tâm cho các giám mục khi bắt đầu thượng hội đồng. Nhật ký trừ tà số 225, trái tim của một chiến binh tâm linh. Sau đây là phần tin chi tiết cùng các tin khác. Việc phong thánh cho linh mục Ba Lan bị cộng sản sát hại, bị trì hoãn sau khi phép lạ không được chứng minh. Con đường tuyên thánh của chân phước Jerzy Polilusko, một linh mục bị cảnh sát mật cộng sản sát hại, được cho là đã bị trì hoãn sau khi không thể chứng minh được một phép lạ là do lời cầu bầu của ngài. Cha Polilusko, người có liên hệ nổi bật với phong trào đoàn kết đã giúp lật đổ chế độ cộng sản của Ba Lan, đã bị sát hại vào năm 1984 bởi các đặc vụ của cơ quan an ninh. Sau đó, ngài được Giáo hội Công giáo công nhận là một vị tử đạo và được phong chân phước vào năm 2010, một bước trên con đường được tuyên thánh. Để được công nhận là một vị thánh, một ứng viên phải có một phép lạ sau khi chết, được tin là nhờ lời cầu bầu của vị ấy và được Bộ Phong Thánh của Vatican xác nhận. Trong trường hợp của cha Popilosco, người ta cho rằng một người Pháp 56 tuổi, François Orelan, đã được chữa lành bệnh bạch cầu một cách thần kỳ vào năm 2012 sau khi một linh mục đề nghị vợ chồng ông giao phó mạng sống và sức khỏe của Adeline cho cha Popolusco. Ngày hôm sau, vị linh mục nhận được tin Adeline đã bình phục và vào năm 2014, người ta xác nhận rằng bệnh ung thư của anh ta đã thuyên giảm hoàn toàn. Năm sau, vụ việc được đệ trình lên Vatican như bằng chứng về một phép lạ được cho là do lời cầu bầu của cha Popolusco. Tuy nhiên, tờ báo Czechpospolita của Ba Lan hôm nay đưa tin rằng Vatican đã quyết định không công nhận sự kiện này là một phép lạ. Bộ Phong Thánh đã hỏi ý kiến của hai nhóm bác sĩ. Cả hai đều kết luận rằng sự phục hồi của Orelin là có thể về mặt y tế. Điều đó có nghĩa là những nỗ lực để chứng minh một phép lạ nhờ lời cầu bầu của cha Popolusco phải bắt đầu lại. Một trung tâm ở Warsaw chuyên nghiên cứu về cuộc đời của cố linh mục đã thu thập những ví dụ khả thi. Joseph Momowicz, một linh mục từng là thành viên của tòa án điều tra sự phục hồi của Orelin, cho biết: "Tất cả những gì tôi có thể nói là còn rất nhiều phép lạ đã được tính đến." Năm 2021, Stefan Wyszynski, một hồng y công giáo người Ba Lan, từng bị chính quyền cộng sản bỏ tù từ năm 1953 đến 1956, được phong chân phước tại một buổi lễ ở Warsaw với sự tham dự của Tổng thống và Thủ tướng đương nhiệm của Ba Lan. Viện tưởng niệm quốc gia Ba Lan lưu ý rằng cha Popolusko được Đức Hồng Y Wyszynski phong chức linh mục và luôn coi ngài là tấm gương để noi theo. Ngài trở thành người ủng hộ nổi bật của công đoàn đoàn kết trong thời kỳ thiết quân luật từ năm 1981 đến 1983. Do các hoạt động của mình, cha Popolusko đã bị các cơ quan an ninh giám sát và ngày càng bị đe dọa, bao gồm cả việc bị thẩm vấn nhiều lần và bị bôi nhọ trong tuyên truyền cộng sản. Vào ngày 19 tháng 10 năm 1984, khi đang trở về Warsaw từ một thánh lễ ở Bydgoszcz, ngã đệ bị ba viên chức cảnh sát mật bắt cóc, đánh đập và sau đó giết chết. Họ hầu tòa vào tháng 12 cùng năm và năm 1985 bị kết tội giết người và bị kết án tù. Lễ tang của cha Popolusko ở Warsaw có sự tham dự của hàng trăm nghìn người thương tiếc, bao gồm cả lãnh đạo công đoàn đoàn kết Lech Walesa, và trở thành một sự phản đối lớn đối với chế độ cộng sản. Nhật ký trừ tà số 225, trái tim của một chiến binh tâm linh.
Đức ông Stephen Rossetti là một linh mục ở giáo phận Syracuse, phó giáo sư nghiên cứu tại Đại học Công giáo Hoa Kỳ và tích cực tham gia vào một vụ trừ tà trong 13 năm qua. Trên trang web CatholicExorcism.org, Ngài có bài viết nhan đề Exorcist Diary number 225, The Heart of a Spiritual Warrior, nghĩa là Nhật ký trừ tà số 225, Trái tim của một chiến binh tâm linh. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Tuy Vân. Chúng tôi đã có một vài trường hợp trong quá khứ gần đây đặc biệt tàn bạo. Một số phụ nữ trẻ đã nhiều lần bị ma quỷ hành hạ vào ban đêm và trong các phiên trừ tà. Họ đã bị bóp cổ, tay chân bị trẹo, bầm dập và bị đánh đập, bị ma quỷ hãm hiếp vào ban đêm, vân vân. Ma quỷ đã đe dọa họ, hoành hành, nguyền rủa và khủng bố họ. Một người đã trải qua tất cả những cảm giác đau đớn khi bị lũ quỷ cắm dao vào tay, mặc dù điều đó chưa bao giờ xảy ra về mặt thể lý. Trái tim tôi tan nát khi thấy họ đau khổ như thế nào. Một số người sẽ không tin, nhưng tôi đã thấy nó nhiều lần. Một số người sẽ thắc mắc tại sao Thiên Chúa cho phép điều đó. Nhưng Thiên Chúa cho phép những sinh vật sa ngã của Ngài, con người và ma quỷ, gây ra những tội ác khủng khiếp trên thế giới của chúng ta. Chúng ta tin tưởng, như Chúa đã nói với nhà thần bí Julian của Norwich rằng, cuối cùng, tất cả sẽ tốt đẹp và mọi thứ sẽ tốt đẹp. Điều gây ấn tượng với những phụ nữ trẻ này là lòng dũng cảm của họ khi đối mặt với sự tra tấn tàn ác và đau đớn như vậy. Như tôi đã nói với một trong số họ gần đây, Chúa đang biến bạn thành một chiến binh tâm linh mạnh mẽ. Mỗi người trong số họ đều có những ân sủng và sức mạnh cần thiết cho cuộc chiến tâm linh. Mỗi người trong số họ đều có trái tim của một chiến binh tâm linh. Một chiến binh tâm linh đích thực, không sợ hãi nhưng tin tưởng. Ma quỷ có thể đáng sợ, họ đe dọa tra tấn và những sự dữ lớn lao. Những người phụ nữ này không chịu khuất phục. Họ tin rằng Chúa Giêsu là Chúa và rằng Chúa Giêsu chống lưng cho họ. Khiêm tốn vâng lời. Sự kiêu ngạo của con người nhanh chóng bị khuất phục bởi ma quỷ, tự hướng con người tất yếu dẫn đến tai họa. Những người phụ nữ này khiêm nhường vâng phục Thiên Chúa, giáo hội và người trừ quỷ. Tất cả đều rất quan trọng cho sự thành công của một cuộc trừ quỷ. Bình tĩnh đón nhận. Ma quỷ cám dỗ họ không chịu khuất phục trước sự tủi thân, oán giận và cơn thịnh nộ bên trong. Con đường này rất dễ đi và nhiều người trong thế giới của chúng ta rơi vào đó. Nhưng con đường này dẫn vào thế giới đen tối của ma quỷ. Đây là địa ngục của Satan. Những người phụ nữ này chịu đựng những cực hình như vậy mà không hề oán hận hay cay đắng. Họ toát ra một cảm giác bình an nội tâm. Khi bị đánh gục, họ đứng dậy. Đây có lẽ là phẩm chất nổi bật nhất của họ. Khi lũ quỷ bóp cổ họ, họ tiếp tục chiến đấu. Khi ma quỷ đe dọa họ, họ tiếp tục cầu nguyện. Khi lũ quỷ hạ gục họ, họ nhận được ơn trỗi dậy trở lại. Bị chiếm hữu là một trải nghiệm khủng khiếp và một số người bị chiếm hữu không phải do lỗi của họ. Đã có nhiều vị thánh chịu sự tấn công dữ dội của ma quỷ để làm nạn nhân cho phần rỗi các linh hồn. Chẳng hạn như Thánh Maria Chúa Giêsu chịu đóng đinh, người Ả Rập nhỏ bé. Một số người cho rằng, trong 40 ngày, người Ả Rập nhỏ thậm chí còn bị chiếm hữu hoàn toàn. Chính trong những thời khắc đen tối như vậy, chúng ta mới có thể tham dự đầy đủ nhất
vào thập giá của Chúa Kitô. Những thiếu nữ này tiêu biểu cho những đặc điểm của một chiến binh tâm linh thực thụ. Họ cho thấy lòng can đảm, không sợ hãi, tin tưởng, khiêm nhường, vâng lời và kiên trì trong Chúa. Họ chỉ cho chúng ta con đường mà tất cả chúng ta phải đi. Ước gì cuộc sống của chúng ta tràn đầy những ân sủng và nhân đức như vậy. Cầu mong chúng ta cũng là những chiến binh tâm linh đích thực. Linh mục Đa Minh gây tranh cãi sẽ hướng dẫn tĩnh tâm cho các giám mục khi bắt đầu thượng hội đồng. Hôm thứ Hai, Đức Hồng Y Jean-Claude Hollerith đã thông báo rằng phiên họp tháng 10 năm 2023 của Thượng Hội đồng Giám mục về tính đồng nghị sẽ bắt đầu bằng cuộc tĩnh tâm 3 ngày do một nhà thuyết giáo dòng Đa Minh chủ trì. Vị linh mục này là người có những tuyên bố về đồng tính luyến ái đã gây tranh cãi. Theo Đức Hồng Y, linh mục dòng Đa Minh Timothy Radcliffe sẽ hướng dẫn các giám mục công giáo và những người tham gia Thượng Hội đồng Giám mục thường kỳ lần thứ 16 trong một cuộc tĩnh tâm gần Roma từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 10 theo lời mời của Đức Thánh Cha Francisco. Cha Radcliffe, 77 tuổi, từng là người đứng đầu dòng Đa Minh từ năm 1992 đến năm 2001. Những tuyên bố không chính thống của Ngài, đặc biệt là những tuyên bố về đồng tính luyến ái, trước đây đã gây tranh cãi trong giáo hội. Trong báo cáo Peeling của Anh giáo năm 2013, cha Radcliffe đã viết rằng, khi xem xét các mối quan hệ đồng giới, chúng ta không thể bắt đầu với câu hỏi liệu nó được phép hay bị cấm. Chúng ta phải hỏi ý nghĩa của nó là gì và nó cách xa thánh thể bao xa. Chắc chắn nó có thể hào phóng, dễ bị tổn thương, dịu dàng, hỗ tương và bất bạo động. Vì vậy, theo nhiều cách, tôi nghĩ nó có thể diễn tả sự tự hiến của Chúa Kitô. Nhiều người cho rằng việc liên hệ giữa hành vi đồng tính và sự tự hiến của Chúa Kitô là một sự báng bổ quá đáng, không thể có trên môi miệng một linh mục. Hollerich đã thông báo về cuộc tĩnh tâm của Thượng Hội đồng Giám mục tại một cuộc họp báo của Vatican vào ngày 23 tháng Giêng, nhằm thúc đẩy một buổi canh thức cầu nguyện đại kết sẽ được tổ chức tại quảng trường Thánh Phaero để phó thác công việc của Thượng Hội đồng Giám mục cho Thiên Chúa. Thượng Hội đồng không phải là về chính trị của giáo hội, đó là lắng nghe Thánh Linh của Thiên Chúa và cùng nhau tiến lên và cầu nguyện. Như vậy sẽ có một điểm khác so với các Thượng Hội đồng khác. Sau buổi canh thức cầu nguyện, các giám mục và những người tham gia Thượng Hội đồng sẽ lên đường để tĩnh tâm 3 ngày. Vì vậy, chúng ta bắt đầu bằng lời cầu nguyện, bằng việc lắng nghe Thánh Linh, Hồng Y Hollerich nói. Cuộc tĩnh tâm của các giám mục và buổi canh thức cầu nguyện đại kết sẽ diễn ra trong những ngày ngay trước Đại Hội đồng Thường kỳ lần thứ 16 của Thượng Hội đồng Giám mục, thường được gọi là Thượng Hội đồng về tính đồng nghị. Phiên họp thường kỳ lần thứ 16 của Thượng Hội đồng Giám mục sẽ diễn ra trong hai phiên. Phiên đầu tiên sẽ diễn ra từ ngày 4 đến ngày 29 tháng 10 năm 2023 và phiên thứ hai vào tháng 10 năm 2024. Tại cuộc họp báo, Hồng Y Hollerich nhấn mạnh rằng Ngài không bận tâm rằng có những quan điểm khác nhau trong giáo hội công giáo, nhưng Ngài coi những căng thẳng là điều gì đó tích cực đối với Thượng Hội đồng về tính đồng nghị. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudato Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.